Chào tất cả các bạn khối 7. Hôm nay thầy sẽ ôn tập cho tất cả các con để chúng ta chuẩn bị bước vào kỳ kiểm tra giữa kỳ môn Công nghệ 7. Thì môn Công nghệ 7 của chúng ta chúng ta kiểm tra giữa kỳ có hai chủ đề. Chủ đề thứ nhất đó là mở đầu về trồng trọt. Mở đầu về trồng trọt chúng ta có hai mặt nội dung để chúng ta cần quan tâm đó là các phương thức trồng trọt ở Việt Nam và thứ hai là nghề trồng trọt ở Việt Nam chủ đề thứ hai trồng và chăm sóc cây trồng gồm 3 mặt nội dung đó là quy trình trồng trọt nhân giống cây trồng bằng phương pháp dâm cành và trồng và chăm sóc cây cải xanh về kiểm tra giữa kỳ 1 môn công nghệ 7 gồm hai phần Thứ nhất đó là trắc nghiệm 16 câu với tổng số điểm là 4 điểm. Tự luận là 4 câu với tổng số điểm là 6 điểm. Chúng ta sẽ cùng nhau đến phần tự luận. câu đầu tiên là các nhóm cây trồng phổ biến ở Việt Nam. Tất cả tụi con phải lưu ý chúng ta có 6 nhóm. Đó là nhóm cây lương thực, nhóm cây lấy củ, nhóm cây ăn quả, nhóm cây rau, đậu các loại, nhóm cây công nghiệp, nhóm hoa và cây cảnh. Rồi chúng ta qua câu thứ hai. Đó là em hãy nêu những ưu điểm của trồng thủy canh. Đây là loại trồng công nghệ cao. Chúng ta thấy là có 4 ưu điểm. Thứ nhất là không cần sử dụng đất. Thứ hai tiết kiệm nước. Thứ ba thân thiện với môi trường, năng suất cao, rau sạch tuyệt đối thứ tư đó là dầu dinh dưỡng rồi em hãy kể năm loại thuộc nhóm cây ăn trái và cho biết tỉnh thành nào có diện tích trồng cây xoài lớn nhất thì thầy đưa ra một ví dụ tất cả tụi con có thể đưa ra những ví dụ khác với với cái hướng dẫn này có các loại xoài ổi đu đủ mít nhãn tỉnh đồng tháp có diện tích trồng xoài lớn nhất đó là 9.300 hectare rồi em cho biết các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển khác nhau của cây trồng thì tôi còn thấy là có nhiều yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới khả năng phát triển năng suất chất lượng cây trồng như là khí hậu đất giống nước sâu bệnh môi trường phân bón khả năng chăm sóc trong đó phân bón đóng vai trò hết sức là quan trọng nhưng cái yếu tố mà ảnh hưởng phát triển lớn nhất đó là chính là sự chăm sóc em hãy đề xuất công việc chăm sóc cho một loại cây trồng em yêu thích và nêu rõ ý nghĩa của từng bước trong quy trình thì tụi con thấy rằng là ở đây là câu hỏi mở nên tụi con có thể chọn bất kỳ cây nào mình yêu thích và khi chọn cây nào chúng ta phải nêu đầy đủ bốn bước chăm sóc đó là phòng trừ sâu bệnh tỉa dặm cây bón phân và tưới nước thì mỗi bước như vậy thì tất cả tụi con phải nêu lên được là tại sao chúng ta chọn những bước này rồi cuối cùng là uh, câu vận dụng vận dụng cao tụi con phải biết đề xuất cái phương pháp trừ sâu bảo vệ được môi trường và tiết kiệm chi phí và khi chúng ta làm cái này thì phải lưu ý thời kỳ uh, sâu bệnh à, mới phát triển hay phát triển đã nhiều ví dụ sâu bệnh mới phát triển thì người ta chọn uh, biện pháp mà bảo vệ được môi trường đó là thủ công rồi uh, chúng ta bằng cách là bắt sâu à, rồi dùng bẫy sâu à, rồi uh, chúng ta bắt bướm uh, không cho bướm uh, tại vì nó bướm là sao nó, nó đẻ ra ra, ra, ra sâu nó đẻ ra, ra, ra trứng rồi, rồi trứng uh, ra ra, ra sâu đó nên chúng ta thấy là uh, chúng ta phải biết coi còn nếu mà khi mà uh, phát triển nhiều rồi thì đương nhiên là chúng ta phải dùng những biện pháp nào ví dụ như là chúng ta uh, sử dụng thuốc uh, uh, bảo vệ thực vật nhưng mà bảo vệ thực vật uh, loại sinh học À chúng ta lưu ý là chúng ta làm bài uh, câu vận dụng cho cho đúng. Rồi, kỳ ôn tập chúng ta đến hết. Uh, chúc tất cả các con làm bài đạt điểm cao.